chăn nuôi làm vườn, nghĩa là cái người ta gọi là ham việc nước đảm việc nhà, say việc nước đảm việc nhà, một cán bộ gương mẫu. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đến với kênh của mình. Mình ở Điện Biên, thì hôm nay mình đang xuống với một mô hình trồng bí, quả bí xanh. Và hôm nay thì mình đi chở cây giống cho một anh ở trường thôn, anh ở xã Sam Mấn, huyện Điện Biên, với một cái tâm huyết, một cái diện tích đất rộng, thì anh đã làm mô hình trồng cây, thì anh chọn cây bí xanh vì hiện tại thì đang mang lại một cái hiệu quả kinh tế rất là tốt. Thì bây giờ mình đang đi xuống vườn ươm. Vườn ươm này là của một anh người Sơn La còn rất trẻ. Với một cái hướng tới tương lai thì anh đã chọn khu mảnh đất này ở một cái khu rừng có một cái bãi. Khu rừng kiểu cái bãi này để làm vườn. Đấy, bên kia là có những các công nhân làm vườn cho anh ấy. Cái này chắc vài sọt là hết thôi chứ em, chắc chỉ 5-7 sọt chắc đủ thôi chứ. 5-7 sọt thôi, nào bên kia thì nhiều. Dạ. Chứ phải đến 6-7 cây. Phun vào đây cho cái gì? Phun đây, phun hết đi. Phun trước khi xuất xưởng. Đây này, những cây giống đây. Đây là ông chủ đấy nhá, ông chủ cây giống đây. Chú mặc cái áo vest này là chủ cây giống. Đấy, mảnh đất đây chú chọn em một cái mảnh đất cũng không được bằng lắm. Nó cũng hơi hình bậc thang. Cái này tất cả về dưới kia đây là của em hết à? Vâng. À. Em mà tất giỏi lúc này khoảng 1 hạt. Tuổi trẻ chí hướng nhỉ, làm một cái mô hình. Tìm đến một nơi rất là vắng vẻ thế này. Còn bây giờ thì mình sẽ ra xem các cái công nhân của chú ấy nào. Dù là chân nấm tay bùn và mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn rộn vang tiếng cười nói. Có lẽ là con người ta chỉ cần như vậy thôi các bạn ạ. Sống ở môi trường nào cũng chỉ cần nhất là cái đầu óc được thoải mái. Đó là một cái giá trị nhất trong cuộc sống rồi. Đối với mình cũng vậy. Dù rằng cuộc sống còn vất vả, gia đình cũng chưa có gì nhiều nhưng rất là vui vẻ khi đi lao động. Cho nên mang lại một cái cuộc sống tinh thần rất là thoải mái. Và về nhà cũng vậy. Chào các chị em làm vườn nhá. Xin mấy cái hình ảnh của chị em làm nông nghiệp này. Và anh ở đây thôi chứ ở đâu đâu. Thế không nhìn thấy mặt anh nó quen à? Ô chán nhỉ. Đây anh toàn, đây anh nhìn toàn thấy người quen anh vào quay, chứ còn nếu người lạ thì anh làm sao dám vào, mà anh phải xin. Dạ. Ừ, mấy hôm nữa em nhìn thấy hình ảnh trên TV của em thì em thấy em đẹp thì em có khi lại nhờ đến anh về quay tiếp ấy. À,
Thì bây giờ chưa có quả thì quay từ lúc mà mình thả hạt làm giống này, bắt đầu đến khi có quả thì nó mới, người ta xem người ta mới thấy nó hiệu quả, người ta mới thấy từng bước một. Ôi, không được anh ơi, phải từ từ chứ. Đây là các em đều là công nhân của chú Toàn hết à? Vâng. Anh thấy chú ấy trẻ mà có một cái tâm huyết, một cái phát triển mô hình. Đấy. Bây giờ buôn bán rồi là làm mọi thứ rất là khó, chỉ có lăn lộn hòn đất này thì nó không giàu nhanh nhưng mà nó cũng sẽ chắc. Không có tiền thì thôi thì cứ đi bới đất. Tức là tức vàng cái hòn đất này em ạ. Con gà ấy, con gà đi chợ trãi. Đến một ngày lại no căng rượu. Đấy, đúng rồi, ok, em có một suy nghĩ của người lao động như thế là anh thấy là rất là tích cực đấy. À thế à? Thế thì từ mai vài hôm nữa khi nào mà cây nó lên cao rồi quả sai thì khi vào quay. Cái gì chứ mỗi một lần vài tấn thì kiểu gì phải trả nhờ người. Cái này là cũng là giống bí đây các cô nhỉ? Làm cái này cái dàn này công nhận là kỳ công nhỉ? Thế là cũng chỉ căng này hay là phải ấy nữa đi hả? Phải căng lớn nữa à? À. Anh quay cái mô hình của chú với cả chú Nghiến vài hôm nữa xem trên TV nhá anh em nhá. Xin phép chú Toàn nhá. Thế mà. Chắc là phải làm theo chú chỉ đạo chứ. Bây giờ tất cả kỹ thuật là chú cung cấp, nhưng mà nếu mà tự là chú làm thì làm sao chú biết làm nào. Người dân làm không làm kiểu này, không dám đầu tư. Đúng rồi. Bởi vì đầu tư nó lớn. Đầu tư lớn mà chưa thấy ai làm có hiệu quả thì làm sao mà dám làm. Đúng rồi. Không, nói chung là nhiều ít thì mình chưa dám nói chắc, nhưng mà cái làm vườn làm đầu tư, nói chung là làm ra nhiều thì chúng ta chưa dám nói, nhưng mà nói chung là làm vườn là nó là cái thu nhập chắc chắn. Đấy. Nếu là vườn ao chuồng thì cái làm vườn vẫn là cái thu nhập ổn định nhất. Thế còn chăn nuôi như bây giờ thì như các chị biết là nó mà chết chóc đi nữa thì lỗ to. Mà đúng rồi, cái chính là phải được cái giá thị trường. Đấy, một vụ rau mình chỉ cần được hai nứa hai giá thì hai nứa được. Mà và nhưng mà hình như hai năm về đây là nói chung là rau dưa trồng là được. Vì ở dưới Bom Lót như các chị biết là nơi mà nhiều rau nhất, thì em cũng biết là cái họ trồng, cái thu hoạch của họ, cái hiệu quả là khá là, giá cả là ổn định. Năm ngoái bên A1 là có những nhà họ thu tiền bí được 500 triệu. Tiền bí không biết là họ trồng bí gì nhưng được 500 triệu. Mà cái bí thì nó có cái hay của nó là nó để lâu được. Đấy. Không như là rau là mình phải chảy đi hái đi bán ngay, chứ còn cái bí này thì để rất lâu. Mà đấy, cái chú Nghiến kia, chú đang đi lên lấy cái giống kia, chú là trưởng thôn đấy, thế là nhà cũng có ít vườn nên là chú cũng tìm mọi. Sai đâu ra là làm cây giống là vừa bị chết. Sai nó tính ra lên vào 5.000 cây bí. Thế là diện tích là rộng hơn với đo đúng không? Vâng. Diện tích rộng. Trồng nó rôi cây ra. Mà.
quá đẹp luôn. Chuẩn đấy, làm bài là đúng rồi. Thôi các cô các bác làm việc nhá. Em ra bên này. Vâng vâng. Rồi, yên tâm. Bây giờ thì mình đang chuyển cây giống. Xin chào các bạn. Sau một đoạn đường cũng khó đi, mình không thể cầm máy quay được vì vừa ngồi trên xe vừa đi không thể cầm máy quay được. Bạn kia bạn ấy không lái xe cho mình nữa rồi. Thì bây giờ mình cũng đang về gần đến vườn của cái anh trưởng bản này để hạ cây rồi. Đây khu vực này thì cũng rất nhiều người họ làm khu vực này họ đang làm vườn, xây cả cái nhà nhỏ đây để làm vườn. Hôm nay mình đi làm thế này thì mình cũng không mang cái chân gimbal các bạn. Cái chân chống rung thành ra là cái hình ảnh nó hơi rung, các bạn thông cảm nhé. Thì là cái chân chống rung của nó hơi cồng kềnh một tí. Và mình thì kết hợp đi làm cộng với là cái thời gian để mà lắp ráp nó vào máy cũng hơi mất thời gian, đâm ra là mình không mang đi, hình ảnh nó hơi rung. Đây, đường vào cái nhà vườn của cái anh trưởng bản đây. Bây giờ thì mình đã về đến cái vườn của anh trưởng thôn đây rồi, trưởng bản. Chở đến ngoài đường to kia xong bắt đầu lại dùng cái xe ba gác này, ba bánh này chở cây giống vào đây vì cái đường nó nhỏ. Đây. Cái vườn này thì cũng diện tích cũng khá rộng. Chắc nó tầm khoảng như anh trưởng bản nói là khoảng tầm 3.000 mét vuông. Thì trên này là cái chỗ ươm cây giống. Cái anh trưởng bản này anh đã ươm cây giống ở đây nhưng mà do nó không đủ, nó thiếu. Đấy, nó thiếu nên cho nên là phải đi chở thêm ở trên gần thành phố về. Đấy, mảnh vườn ở ngay mé suối thì cũng thuận tiện việc tưới tắm, nước nôi rất thoải mái. Đấy, nhà bên kia là nhà của chú ấy. Nhà chú trưởng bản, chú ý tuổi hơn con là chú đi. Đấy, nhà chú trưởng bản. Thì bình thường thì chú
thu hoạch ngô, thì trồng ngô thu hoạch ngô thì chú cái làm cái cáp này. Đây. Cái sợi cáp này thì cứ cho ngô lên sợi cáp này, một bao một. Thì là đứng ở bên kia, đứng ở bên kia suối. Đấy, làm một cái tời đứng ở bên kia suối là tời về thôi. Chứ còn không thì lại phải đi đường vòng. Đi đường vòng thì nó có một cái cầu treo ở dưới kia. Nó có một cầu treo ở dưới kia, đi đường vòng thì mất khoảng hơn một cây số mới đến được cái vườn này. Cái này thì phải xới xáo sau dùng máy. Trồng đất như thế nhưng mà lúc mình bới ra nó cũng tơi nhỉ chú nhỉ. Đây nha các bạn nhé, đây là chú ngoài công việc làm trưởng bản thì chú rất là hăng say trong công việc phát triển kinh tế gia đình bằng cái mô hình chăn nuôi làm vườn. Nghĩa là cái người ta gọi là ham việc nước đảm việc nhà. Say việc nước đảm việc nhà. Một cán bộ gương mẫu. Làm cái gì đấy anh em ơi? Hả? Đào giếng à? Ô thế à? Ôi dồi, đào giếng các bạn ạ. Ui dồi, sợ không? Dân bản ở tít tin trên kia nhưng mà phải đào giếng ở dưới này mới có nước. Ở ngoài khu mình thì các bản xung quanh họ có nước sạch rồi, nhưng mà ở đây thì phải đào giếng ở cạnh, ngay cạnh suối này để ăn nước mạch ngang thôi. Ờ, không có nước khổ nhờ. Ờ. Đấy, trồng cây bí này là phải làm tất cả những cái dàn như này các bạn này. Cọc tre cách nhau khoảng hơn 2 mét một cọc. Chiều ngang chiều dọc đều như vậy. Bên trên này thì cái căng lưới đây. Căng lưới đây. Thì mà trèo lên đấy nó sẽ bò nằm trên cái dàn đấy. Đấy. Quả nó sẽ lồng lẳng ở bên dưới này. Lúc đấy thì nhìn rất là đẹp. Thôi khi hai chị em làm đi. Em chào nhá, em về đây. Thôi, anh đi về. Không đi chạy xe rồi ạ? Em có chị. Làm là nó sẽ có quả ngay. Ừ. Thế thì rất là chúc mừng chú. Ừ. Mong sao là chú có một cái thu hoạch tốt ngay từ cái vụ đầu tiên này. Vâng. Quả thì sẽ tốt. Ừ. Không nhưng mà có trăm rồi. Kệ chú ạ, chắc chắn là sẽ được, kỹ thuật người ta đầu tư cho mình rồi. Vâng. Mọi thứ, nhiều thứ người ta đầu tư cho mình. Thế và cộng với cái mình vừa làm vừa rút được kinh nghiệm dần dần nữa. Ừ. Thì chắc chắn là sẽ đất sẽ không phụ lòng người đâu. Ừ. Và bây giờ chú làm nhá. Vâng. Chúc gia đình chú có một vụ bội thu nhá. Thôi anh chào anh về. Thôi bây giờ thì mình tạm biệt mảnh vườn này. Mong sao có một cái vụ bí đầu tiên thật là đẹp. Thật là bội thu để cho mình tiếp tục làm một cái hình ảnh nữa, một cái video nữa cho các bạn nào mà muốn làm theo cái mô hình này. Thôi bây giờ mình xin tạm biệt mảnh vườn này, tạm biệt các bạn để mình ra về. Mong sao có một ngày gần đây mảnh vườn sẽ cho một cái thu hoạch thật hiệu quả để mình vào quay tiếp. Cho các bạn nào muốn làm theo mô hình này thì sẽ nhìn thấy đây để có thể là vào học hỏi, mang lại cho cuộc sống của các bạn một cái cuộc sống của người làm nông nghiệp thật tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.